của Ray Kim. Vậy thì tại sao bạn không sử dụng những hình ảnh đẹp khác làm thành một bài nhạc và bạn đứng trên sân khấu này và bạn show ra cái đẹp đó cho tất cả mọi người đều nghe? Ở bù lại là bạn lại sử dụng một bài cũ. Cái đó tôi không đánh giá cao được cái khả năng đó của bạn. Nếu như bạn sử dụng một bài khác và bạn lấy những cái hay từ đất nước, từ cái nơi bạn ở trở thành một bài nhạc hay cho chúng tôi nghe thì có lẽ là niềm tự hào của mình là ở Lâm Đồng của bạn thì sẽ mang được chúng tôi với cả em. Xin hết, chúc bạn thành công. Đã nhờ một xíu, em ở đâu Lâm Đồng? Dạ, Đà Lạt. Yeah, mẹ, anh qua Đà Lạt. Ok, anh nói là Đà Lạt, D-A-L-A-T, mã vùng là 063, L-O-V-E, much love homie. Ok, keep it up bro, keep it up. Cố gắng lên. Hy vọng là sau này anh sẽ thấy em ở đâu đó nhiều hơn chút xíu nữa để có thể tự hào hơn về đồng hương của mình. Ok, from my hometown, Đà Lạt, this boy. Yeah, thank you bro.